Những hành động ấm áp của Ngô Lỗi khiến fan tự hào, ai gặp cũng mến. Ngô Lỗi xuất thân từ diễn viên nhí và lớn lên trong sự theo dõi từ khán giả, cho nên mỗi hành động của nam diễn viên đều được chú ý. Đối với chúng tôi, Ngô Lỗi luôn gắn liền với hình tượng em trai ấm áp, không chỉ bởi cậu ấy trông giống em trai nhà hàng xóm, mà còn vì những hành động ấm áp lịch thiệp của nam tài tử. Trước đây, Ngô Lỗi leo hot shot rất nhiều về những hành động săn sóc của mình. Cho dù là diễn viên từng hợp tác hay người qua đường, nhân viên đều chia sẻ những hành động ấm áp của cậu, giúp Đàm Tùng Vận thoát khỏi tình huống khó xử. Hành động của Ngô Lỗi khiến chúng tôi ấn tượng nhất khi quay thiếu nữ Đoàn Phong đóng cặp cùng Đàm Tùng Vận. Năm đó Ngô Lỗi chỉ mới là cậu bé 15 tuổi, trong thực tế cậu kém nữ diễn viên Đàm Tùng Vận tới 9 tuổi. Có rất nhiều phóng viên thích này đề tài tuổi tác để làm phiền nữ diễn viên, cứ như Đàm Tùng Vận dụ dỗ trai mới lớn như Ngô Lỗi vậy. Có một lần Ngô Lỗi đã mạnh mẽ bảo vệ Đàm Tùng Vận. Không sai, đúng là bọn em kém nhau 9 tuổi thật, em 15 tuổi, chị ấy 6 tuổi. Ngô Lỗi nào như vậy không những giúp Đàm Tùng Vận bất ngại ngùng mà còn khiến MC quê một cục. Đúng là vừa đẹp trai, EQ lại cao ngất ngường. Địch Nệ Nhật Ba khen Ngô Lỗi giống anh trai. Địch Nệ Nhật Ba và Ngô Lỗi từng hợp tác trong phim cổ trang Trường Ca Hành. Bởi vì hơn bạn diễn 7 tuổi, cho nên mỹ nhân Tân Cường vẫn luôn coi bạn diễn như em trai. Tuy nhiên sau khi hợp tác, cô nàng đã phải thay đổi suy nghĩ. Nữ diễn viên vẫn luôn cảm thấy ngại khi phải diễn phim ngôn tình cùng với em trai kém tuổi như vậy, sợ rằng Ngô Lỗi phải chịu thiệt thòi. Tuy nhiên Ngô Lỗi đã trả lời lại rằng không sao, chị nhỏ em lớn. Lời nói ấm áp này đã khiến Nhật Ba, người luôn bị ám ảnh bởi tuổi tác trong quá trình quay phim, cảm thấy được an ủi rất nhiều. Ngoài ra trong một buổi phỏng vấn, Nhật Ba cũng nhắc đến sự tỉ mỉ của Ngô Lỗi, khiến chúng tôi và fan cảm thấy cực kỳ hãnh diện. Có một cảnh phim phải lăn từ nóc nhà xuống, Ngô Lỗi vẫn luôn bảo vệ đầu cho cô. Ngoài ra nữ diễn viên còn chia sẻ, Ngô Lỗi là nam diễn viên duy nhất sau khi ôm kiểu công chúa với cô, không hề nói bất kỳ lời nào, cũng không hề phản nàn về cân nặng của nàng tiểu hoa. Tam Quan ngay thẳng trả lời lại fan. Còn một chuyện khiến chúng tôi cảm thấy ấn tượng sâu nữa, đó là trong một buổi hoạt động nọ, có fan nam đã nói rằng tính hướng của em không đúng lắm, nhưng mẹ của em vẫn rất bao dung. Khi đó Ngô Lỗi đã trả lời như sau: đây không phải không đúng lắm, người anh em à. Thật ra đây chính là gián tiếp bày tỏ sự ủng hộ của người đồng tính của Ngô Lỗi, đồng thời cũng an ủi fan vì tính hướng của mình mà chịu nhiều ánh mắt soi xét từ mọi người. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.